Thưa quý vị, một mùa xuân mới lại về, mùa của cỏ cây, hoa lá tốt tươi, mùa của những chồi non xanh mơn man làm cho chúng ta thêm yêu đời và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Chào mừng năm mới và ngày đầu tiên của xuân mới Quý Mão 2023. Invest TV chúng tôi xin gửi tới quý vị gần xa những khán thính giả luôn động viên, ủng hộ, đồng hành với Invest TV thời gian qua, một năm mới những điều tốt đẹp nhất. Chúc quý vị và gia đình tân niên luôn mạnh khỏe, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Thưa quý vị, trong chương trình tin tức thời sự của Invest TV ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những thông tin của ngành bất động sản, một trong những mảng thông tin đặc thù của Invest TV. Và chủ đề ngày hôm nay mà chúng tôi gửi tới quý vị là 10 hoạt động nổi bật của ngành bất động sản Việt Nam năm 2022, tiền đề cho năm 2023. Có thể nói năm 2022 là một năm nhiều xúc cảm của thị trường bất động sản. Biểu lộ rõ nhất là sự vui buồn của giới đầu tư qua hai trạng thái rõ rệt. Đó là đầu năm hưng phấn với nhiều kỳ vọng, cuối năm trầm lắng với những khó khăn thách thức. Không ít doanh nghiệp nhà đầu tư phải hát câu quan họ dã bạn đầy tiếc nuối. Đây cũng được xem là cuộc sàng lọc mang tính chu kỳ mạnh mẽ sau thời gian dài tăng trưởng nóng của thị trường địa ốc. Tuy nhiên, với những động thái tích cực tháo gỡ khó khăn của chính phủ và các bộ ngành, trước thềm xuân mới 2023, thị trường bất động sản Việt Nam đang nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, tạo nền tảng và những mảng màu hy vọng tươi sáng hơn trong năm 2023. Trước hết, chúng ta phải kể đến loạt văn bản, nghị quyết pháp lý quan trọng của nhà nước. Một trong những nghị quyết mang tính soi đường dẫn lối trong năm vừa qua là nghị quyết số 18 của Trung ương. Nói về văn bản pháp lý này, giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội, phó hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh. Nghị quyết số 18 NQTU là cơ sở chính trị rất quan trọng để hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai. Nổi bật là luật đất đai 2013 nhằm khai thác tối ưu nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế xã hội, hướng tới phát triển thị trường bất động sản. Bên cạnh nghị quyết 18 NQTU liên quan trực tiếp đến lĩnh vực bất động sản, hàng loạt nghị quyết mới cũng xuất hiện như nghị quyết 06 NQTU, nghị quyết 29 NQTU, nghị quyết 148 NQCP. Đây là những văn bản pháp lý đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc điều chỉnh, định hướng thị trường bất động sản phát triển toàn diện, hài hòa, bền vững. Đặc biệt là hướng đến đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, nhà đầu tư và nhà nước trong quản lý sử dụng đất, giảm thiểu tiêu cực về đất đai, giảm thiểu được lãng phí, tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện có liên quan đến đất đai. Bên cạnh những nghị quyết trên, nghị quyết số 29 NQTU ngày 17 tháng 11 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng là nghị quyết quan trọng trong sự phát triển của thị trường bất động sản. Đây được xem là cơ sở, căn cứ chính trị cho việc định hướng những tư duy mới, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp mới tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 2. Hoạt động thứ hai chúng ta có thể kể đến là việc khẩn trương thực hiện sửa đổi các luật xương sống của thị trường bất động sản. Về điểm này, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã khẳng định, một trong những trọng tâm ưu tiên trong năm 2022 là cải cách đổi mới mạnh mẽ về thể chế, nhất là sửa đổi luật đất đai theo tiêu chí cao nhất về tính minh bạch trong tiếp cận thông tin, chia sẻ lợi ích từ nguồn lợi tài nguyên. Có thể nói, đất đai được đánh giá là một lĩnh vực rất rộng lớn, cơ bản, hết sức phức tạp, nhạy cảm, đặc biệt quan trọng, hệ trọng đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Thời gian qua, chính sách pháp luật về đất đai với những bộ luật quan trọng như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản lần lượt được ban hành, có vai trò tác động rất lớn đến đời sống kinh tế xã hội, điều chỉnh những quan hệ xã hội phức tạp có liên quan trực tiếp đến nguồn tài nguyên quý báu của quốc gia, cũng là loại tài sản có giá trị lớn của các cá nhân, tổ chức. Với vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường bất động sản trong giai đoạn tới, nhất là trong năm 2023 này, việc sửa đổi luật đất đai, luật nhà ở và luật kinh doanh bất động sản được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những nút thắt chồng chéo, khơi thông nguồn lực đất đai, tiếp thêm động lực cho thị trường phát triển lành mạnh, bền vững. 3. Hoạt động thứ 3 là Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nỗ lực góp phần thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, bền vững. Để làm tốt vai trò thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh, ngay từ đại hội lần thứ 5 nhiệm kỳ 2022-2027, Ban chấp hành Hiệp hội khóa mới đã thông qua nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ và chương trình hoạt động nhiệm kỳ năm 2022-2027. Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành khóa mới,
Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã triển khai tổ chức 17 hội nghị góp ý sửa đổi luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản và pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường nhà ở nói riêng và bất động sản nói chung. Hiệp hội cũng tích cực tham gia các hội thảo tham vấn do các bộ ngành trung ương địa phương tổ chức khoảng 45 cuộc, phối hợp và trình bày tham luận đóng góp ý kiến tại nhiều buổi hội thảo, diễn đàn, hội nghị do cơ quan nhà nước và các đơn vị khác tổ chức về việc góp ý sửa đổi các luật như luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Sau các hội nghị, hội thảo, Hiệp hội đều có báo cáo tổng hợp ý kiến kèm theo văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung từng luật gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Riêng về luật đất đai, Hiệp hội đã báo cáo Chính phủ và Quốc hội về kiến nghị chi tiết sửa đổi, bổ sung luật. Đây là chuỗi hoạt động nổi bật của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam trong năm 2022, góp phần hoàn thiện thể chế, pháp luật liên quan đến bất động sản, định hướng thị trường bất động sản phát triển mạnh mẽ, bền vững. Hoạt động sự kiện thứ tư có thể nói chính là sự trầm lắng của bất động sản cuối năm. Từ cuối quý 2 năm 2022, thị trường bất động sản Việt Nam bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu trầm lắng. Hàng loạt chính sách thắt chặt về tín dụng, trái phiếu cùng việc lãnh đạo một số doanh nghiệp bị điều tra xử lý đã khiến tâm lý chung trên thị trường trở nên e ngại. Mọi giao dịch bị trì hoãn, các dự án đang triển khai phải nhấn nút tạm dừng. Theo báo cáo thị trường quý 3 năm 2022 của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, nguồn cung bất động sản có xu hướng giảm rõ rệt. Nguồn cung trên thị trường chủ yếu thuộc phân khúc trung, cao cấp với mức giá không phù hợp với đa số người dân có nhu cầu ở thực. Tỷ lệ hấp thụ trong quý 3 năm 2022 chỉ đạt 33,5%, giảm mạnh so với giai đoạn nửa đầu năm. Lượng giao dịch giảm hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán có dấu hiệu chững lại. Một số dự án đã phải sử dụng chính sách bán hàng linh hoạt, chiết khấu, hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc, cam kết vay. Báo cáo của bấtđộngsản.com.vn cũng chỉ ra nhiều tỉnh phía Nam chứng kiến nhu cầu tìm mua bất động sản trong quý 3 năm 2022 giảm so với quý trước. Đơn cử là Bình Dương, Long An, Bà Rịa, Vũng Tàu. Mặt bằng giá giao bất động sản ở các địa phương này sụt giảm mạnh từ 19 tới 33%. Trong quý 3 năm 2022, nguồn cung sơ cấp thị trường căn hộ thành phố Hồ Chí Minh giảm còn 6.600 căn, giảm 51% theo quý. Giá cả cao cùng với việc siết chặt tín dụng khiến thanh khoản thị trường giảm, dẫn tới lượng giao dịch giảm 89%. Tình trạng này không chỉ kéo dài trong quý 3 mà đã diễn ra trong cả quý 4 năm 2022 khi những bất ổn về kinh tế vĩ mô và điểm nghẽn dòng vốn có chiều hướng gia tăng. Hoạt động hiện tượng thứ 5 của năm 2022 có ảnh hưởng tới năm 2023 này là tình trạng doanh nghiệp địa ốc chật vật để tồn tại. Về điểm này, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cho biết, chưa bao giờ doanh nghiệp bất động sản khó khăn như hiện nay, khó khăn về pháp lý, khó khăn về dòng vốn cùng việc thị trường chứng kiến nhiều đợt bão giá vật liệu xây dựng. Cùng với sự trầm lắng, chững lại của thị trường bất động sản, nhiều tập đoàn doanh nghiệp địa ốc đã ghi nhận lợi nhuận sụt giảm mạnh, thậm chí thua lỗ. Một số cổ phiếu bất động sản nằm sàn, đặc biệt là rủi ro giảm sâu thanh khoản có thể bị mất thanh khoản, thể hiện qua việc nhiều doanh nghiệp đang phải thực hiện các biện pháp đau đớn để tồn tại. Đơn cử như một số doanh nghiệp bất động sản đang phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh hoặc tinh giản tối đa bộ máy, cắt giảm nhân sự hoặc buộc phải giảm lương. Thậm chí có doanh nghiệp giảm đến 50% lực lượng lao động, gây ra những tác động tiêu cực đến vấn đề an sinh xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống của người lao động và nhiều hộ gia đình. Theo nhiều chuyên gia, nếu không sớm có các giải pháp điều chỉnh hỗ trợ kịp thời, hiệu quả từ cơ quan quản lý nhà nước, đi đôi với nỗ lực tái cấu trúc, tái cơ cấu của từng doanh nghiệp bất động sản về đầu tư, sản phẩm hướng đến nhu cầu thực, thị trường bất động sản sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nguy cơ từ suy giảm đến suy thoái là rất lớn. Thưa quý vị, vì thời lượng của chương trình có giới hạn, trên đây Invest TV chúng tôi mới gửi tới quý vị được phần 1 với 5 hoạt động sự kiện nổi bật. Và để đón xem 5 hoạt động sự kiện nổi bật tiếp theo của ngành bất động sản, mời quý vị đón xem phần 2 của chủ đề này trong chương trình này ngày mai. Một lần nữa, kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng. Thân ái và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình hôm sau.